vị đến với chương trình Giác quan thứ 6. Ngày hôm nay chương trình Giác quan thứ 6 rất là vinh hạnh mời đến đây hai ca nhạc sĩ, hai nhà sáng tạo âm nhạc coi như là khuynh đảo luôn. Một người có cái tên rất là lạ và một người có cái tên cũng rất là quen. Không biết em đoán được ai không vậy? Anh vừa nói là khách mời của chúng ta hôm nay là cả hai người đều là ca nhạc sĩ. Ca nhạc sĩ? Ai vậy anh? Người đầu tiên có cái tên rất là thú vị, đó là Xin Hồng Vịnh. Ca nhạc sĩ Xin Hồng Vịnh. Và người thứ hai chắc là người trùng tên thôi. Ca nhạc sĩ Buka. Xin mời. Ổn đâu. Ủa sao chưa hết chứ chị lằng nhằng lèm bèm em rồi chị dạ? Đâu có đâu, đâu có lộn người đâu, thấy chưa? Đúng mà. Nhưng mà hồi nãy hình như anh nghe thông tin là Buka vừa tu luyện ở một cái trường cao học nào đó về âm nhạc đó, cho nên anh tin rằng mọi cái có thể thay đổi được. Dạ. Thì cuộc đời mà chị, đều phải là lúc nào mình cũng đều như vậy đâu. Đôi lúc mình cũng phải vượt lên chính mình, mình phải bay qua cái hàng rào để cho người ta bất ngờ. Có nghĩa là Buka đã bay qua thành công rồi ha? Dạ, và em bay qua nó dướng tà áo chút xíu thôi, không sao cả. Nhưng mà nói chung là bây giờ âm nhạc em đã ổn. Dạ em ổn chứ. Em chuẩn bị đi hát rồi. Em chuẩn bị đi hát rồi. Em chuẩn bị đi hát rồi. Trời ơi, có ai cản không Buka? Không ai cản cho nên là em mới bắt đầu đó chị. Chị thái độ quá thôi, chắc em không hát đâu. Không, để chương trình hát em hát, em không hát đâu. Không, em hát đi, chị phải thành khẩn hơn chút xíu chị nữa. Chị thành khẩn. Năn nỉ em. Chị năn nỉ em hát giùm chị. Em hát giùm chị. Em hát hay lắm. Em hát hay lắm. Buka. Buka. Em tuyệt vời. Em tuyệt vời. Em giỏi. Em giỏi. Đa năng. Đa năng. Đa tài. Hát đi, hát đi, hát đi, hát đi, hát đi. Dạ. Dạ, em xin tặng mọi người bài hát. Đó là bài Cô bé giỏi hơn. Chiều hôm nay vừa tan lớp học, em lơ ngơ ra trước sân trường, dường như anh đứng đó bao giờ, đợi chờ em đã lâu. Lòng em như mưa xuân tiến dần, nhưng con tim sao cứ gọi mời. Và em quên lời ơi. Sao mà chị thái độ vậy? Anh thấy sao về ca sĩ Buka anh Trương Thế Vinh? Có vẻ anh hơi nghẹn ngào hả? Anh rất cảm ơn em đã chung vui. Em cũng cảm ơn anh đã giới thiệu em là một nhà sáng tạo âm nhạc. Âm nhạc của em nó đỉnh cao lắm đó nha. Dạ cảm ơn anh. Thôi mình đến với người thứ hai. Và anh hy vọng là cái gu âm nhạc của em nó sẽ khác chút xíu. Xin Hồng Vịnh, một cái tên rất là thú vị. Bạn có thể tặng khán giả một ca khúc, một đoạn nhạc nào đó nhẹ nhẹ được không? Em xin gửi cho mọi người một bài hát mà em cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác cho Subin, bài hát được mang tên Xin Đừng Lặng Im. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, em vẫn xin anh nói một lời. Ngoài kia bao lá thế giới, nhưng trong em thế giới chỉ là anh thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng em vẫn chờ đợi. Thật sự là vui âm nhạc của hai bạn cũng không khác nhau là bao nhiêu. Dạ, và hát cũng hay như nhau anh nhỉ. Hát hay như nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ vâng. Hôm nay đến đây với chương trình Giác quan thứ 6 thì tất cả mọi người cũng như là anh và dạ đều mong chờ những câu chuyện mà cá nhân, những trải nghiệm về cái giác quan thứ 6. Thì không biết các bạn có câu chuyện nào không? Có một lần rất là ghê, đó là em đang đi chơi ở nhà bạn thì tự nhiên có nghe bên tai là kêu là Vịnh ơi, về nhà đi. Em không biết ai nói chuyện với em luôn, mặc dù là bên đó là một bức tường. Và bây giờ em cũng không thể giải thích là tại ai nói rồi cái câu đó. Rồi em có về không? Dạ em về với anh. Rồi có chuyện gì xảy ra không? Dạ thật sự là không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó còn nhỏ quá. Nhưng mà tới bây giờ em vẫn lấn cấn là không biết tại sao mà có ai nói hay là tự mình tưởng tượng ra nữa. Đó cũng là một cái tín hiệu của giác quan thứ 6. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với câu chuyện giác quan thứ 6 của bạn Buka. Là bây giờ nghĩ là nó sẽ rất thú vị. Em có một cái giác quan thứ 6 rất là linh nghiệm luôn. Ví dụ? Ví dụ như có những lần như là trong một cái trường hợp nào đó, em cảm thấy là cái sự việc đó sắp sửa xảy ra với em đó, là nó xấu vô cùng. Và trong đầu em luôn lo sợ, luôn cứ một cái cảm giác sợ và hồi hộp bủng rủng
tay chân hết luôn. Nhưng mà khi mà tới xảy ra cái sự việc đó rồi, một cái là không có chuyện gì xảy ra cả. Và rất là nhiều lần như vậy luôn á. Những lúc mà em cảm thấy em xấu, cực kỳ xấu, và em sẽ bị một tai nạn gì đó là em không có chuyện gì xảy ra cả. Chị hiểu không? Chị hiểu ý không? Cái đó cũng là một cái giác quan thứ 6 rất là ổn định đúng không? Cái đó là do em tự tạo áp lực cho em tự tạo cảm giác cho em. Không. Nó dính gì tới giác quan thứ 6? Giác quan thứ 6 ở đây là nếu như em nghĩ cái việc đó nó có là nó có thiệt thì mới là giác quan thứ 6. Cái đó là giác quan thứ 6 bình thường. Còn giác quan thứ 6 của em là khác. Hiểu không? Nó cao cấp hơn. Có nghĩa là em thấy chị nói may mắn sắp tới không? Là em không may mắn, xui em xui. Mà em thấy chị nói em xui là em may mắn. Có nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều ngược lại á. Đều ngược lại. Là đúng một rồi. Cái cao cấp hơn giác quan thứ 6 nữa. Dạ. Chắc là giác quan thứ 8, thứ 9 gì đó cưng hả? Em nghĩ thứ 12 á, gấp đôi. Thứ 12 luôn, em may quá. Anh hơi lo cho ngày hôm nay. Nhưng mà không sao. Chúng ta đều có một cái cảm nhận giác quan khác nhau. Thì ngày hôm nay tụi anh sẽ giúp em xác định lại là em có phải là người có giác quan thứ 6 hay không. Bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình có tên là Xuyên Thấu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba chàng trai. Họ sẽ đứng sau ba bức màn trắng, có nghĩa là mình chỉ nhìn thấy được cái hình dáng của họ thôi. Từng người sẽ nói ra cái quan điểm, sở thích, rồi tâm sự nhẹ nhẹ. Dựa vào đó mình sẽ hình dung được gương mặt của họ như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh của ba chàng trai trên màn hình LED đây. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy ghép nối như thế nào để cho gương mặt này nó khớp với chàng trai đó. Nếu như bạn nào đưa ra đáp án chính xác thì sẽ đem về cho mình 5 điểm. Quá đơn giản. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào Xuyên Thấu. Dạ. Em thấy ấn tượng với cái chàng trai nào nhất? Dạ, em thấy ấn tượng với anh số 3 nhất. Tại sao? Bờ vai nghiêng nghiêng. Bờ vai rất là ấn tượng. Tại sao mà có thể đứng được một cái tướng như vậy ta? Rất là mỏ, người ta thường đứng dày. Sao mà sâu xuống như vậy được, hay thiệt á. Vì khi ảnh là một người cá tính. Không, em đoán được nghề nghiệp của ảnh luôn. Nghề nghiệp gì vậy? Chị có đi đường Nguyễn Trãi không? Có mấy chỗ bán đồ, bán quần áo rồi biết không? Có mấy anh đứng ở ngoài á. Ghé lại đây nè em, ghé lại đây nè em. Ghé lại đây nè em. Đó. Bị mình nghề nghiệp á chị, cái nghiêng luôn vậy nè không? Rất là logic. Dạ. Hay á. Được. Còn Vịnh, bạn có ấn tượng với chàng trai nào ở trên đây? Theo em thì em ấn tượng với bạn số 2. Dáng đứng của bạn đó rất là thẳng thớm. Tay thì đưa lên cầm vạt áo, kiểu rất là gentleman. Bây giờ thì để tạo cho các bạn nhiều ấn tượng hơn, từng chàng trai sẽ bắt đầu trò chuyện nha. Xin mời chàng trai đầu tiên. Xin chào, biệt danh của tôi là Cún. Với bạn bè tôi là một người vui vẻ, hòa đồng, là người tạo không khí cho những buổi họp mặt, ăn uống. Không có tôi thì mất niềm vui đó nha. Ngược lại, khi ở nhà tôi là một người khá trầm lặng, ít nói. Tôi nghĩ khoảng 6 người phụ nữ 90% là đúng, vì họ rất là nhạy bén. Trong nhà, nếu anh chị em có chuyện gì xảy ra hoặc không vui, mẹ là người cảm nhận đầu tiên, thường sẽ gọi điện hỏi thăm. Sau cái phần giới thiệu về bản thân vừa rồi của bạn Cún thì khách mời ở đây bây giờ mình hỏi Buka trước đi ha. Dạ. Em sẽ liên tưởng ngay là cái gương mặt bạn này như thế nào? Dạ, kiểu mấy bạn mà ngày xưa em đi học á, hay học chung em á, mấy bạn mà hay học thuộc bài, thuộc lòng á. Mấy bạn mà hay đeo cặp mắt kính xong rồi cái mặt hỏng hỏng như vậy nè, vuông vuông này nè. Cái giọng nói nó đều mà giống như mình bắn pháo vậy. Nó cứ vậy á, nghe nó rất là dễ chịu. Cảm ơn Buka. Mời bạn Vịnh. Em đoán đây là một người chắc là nằm trong những cái cung hoàng đạo, rất là kiểu trầm trầm, kiểu cử giải và thiên bình, hay là kiểu hiền hiền vậy đó. Em đoán gương mặt bạn này chắc cũng hiền, kiểu như là mắt hơi nhỏ nhỏ, xong rồi hơi đi xuống xíu. Nặng tình cảm ha, kiểu dạ, người tình nặng cảm, tình cảm như anh vậy nè, anh biết rồi. Giọng nói thì nói ra hơi hơi yếu, thiếu nội lực. Thì em nghĩ là môi thì chắc là không mỏng. Hãy ghi nhớ như vậy và lát nữa chúng ta sẽ lựa chọn trên đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với người thứ hai. Xin mời. Xin chào, tôi là cà ri. Vì tôi thích ăn tất cả các loại cà ri, như cà ri dê, cà ri gà và cà ri bò. Mẹ mình nấu những món này cực kỳ ngon. Tính cách tôi là một người vui vẻ, hoạt bát, thích chọc cười người khác, dễ gần, hiền lành, nhưng không dễ bị ăn hiếp đâu nha. Tôi thường cùng bạn bè đi phượt ở rất là nhiều nơi, đặc biệt là Đà Lạt.
Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày may mắn, đón đầu trúng đó. Nhớ có lần đi thi tốt nghiệp, tôi không kịp học bài, chỉ học thuộc 5 câu mà lại may mắn trúng tủ, được hẳn cả 7 điểm. Vì vậy, tôi nghĩ giác quan thứ 6 của tôi không phải dạng vừa đâu. Buka hay Vịnh có ai thích ăn cà ri không? Dạ em thích ăn cà ri lắm, nhưng mà hơi dơ. Là sao cứ... Ăn nó hơi dính, hơi dơ. Thì mình ăn xong mình lau miệng mà. Dạ, tại ăn nhiều khi mình đi tiệc mình ăn nó hơi bèm nhèm. Mình ăn bình thường ở nhà thì được. Ủa em ăn uống hàm hồ lắm hả Buka? Người ta nói là nam thật như hổ, nữ thật như miêu mà Buka. Ủa chị lại không hiểu em nữa rồi. Mình ăn nó phải kiểu thoải mái nó mới ngon, chị hiểu không? Dạ. Rồi thì Buka đang có hình dung như thế nào về chàng trai thứ hai? Em nghĩ là chàng trai thứ hai này hãy để xin Hồng Vịnh nói trước đi, tại xin Hồng Vịnh là người ấn tượng lúc nãy. À đúng rồi. Em ấn tượng với bạn này kiểu da đen là, da đen lắm. Làn da sẽ hơi là ngâm tại vì bạn này thích đi phượt. Giọng nói của bạn ấy rất là dõng dạc, rất là hoạt bát. Gương mặt thì chắc là mắt hơi to xíu, môi hơi mỏng, gương mặt thì không có nhiều góc cạnh. Cảm ơn Vịnh. Bút hà. Nếu mà bạn này thích đi phượt, thích ăn nhiều món ăn thì chắc chắn bạn sẽ là người nhìn bề ngoài có vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn lắm. Hơi đen, mặt chắc là mặt tròn, hết biết nữa rồi. Nhìn không thấy được gì hết, không cảm nhận được gì hết anh ơi. Chị nghĩ là như đó cũng đủ rồi. Dạ. Cảm ơn Buka. Rồi, mình lại tiếp tục thôi. Ừ. Xin mời chàng trai thứ ba. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bibi. Wow. Tính cách của tôi là hòa đồng, thân thiện và hài hước. Tôi có sở thích ca hát và chơi thể thao, bơi lội, đá banh, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Hầu như tất cả các môn thể thao tôi đều chơi được. Tôi thích mỗi người phụ nữ xinh xắn, dễ thương, cao trên 1m6, hòa đồng tự tin, đặc biệt là sống tình cảm, yêu thương mọi người. Tôi nghĩ giác quan thứ 6 đúng 90% ở những việc quan trọng. Ví dụ như là tôi có thể linh cảm mình sắp mất đồ nhưng không biết khi nào mới mất. Do đó dù có biết trước đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì, thật là đáng buồn. Cảm ơn bạn Bibi. Một bạn trai hội tụ đủ cái trung tâm thể dục thể thao. Cái giọng này nghe rất là hay và chắc là hay đứng nói chuyện nhiều trước mà mọi người, thể hiện nhiều trước công chúng đám đông đồ, thì cho nên là anh có vẻ tự tin. Theo như qua cái giọng nói phát âm ra thì em nghĩ được cái khuôn miệng của ảnh á, cái miệng nó hơi tròn tròn và cái răng nó phải dài. Tại vì cái độ dài của cái răng á, nó sẽ che được cái lực phát ra, cái âm thanh phát ra. Làm cho cái giọng nó trầm trầm xuống một chút xíu. Hàm răng dài. Nói chung là bạn này chơi thể thao rất là nhiều, cho nên em nghĩ thân hình thì chắc cũng kiểu cục cục sáu múi. Bắp chân này kia cũng nở nang này kia. Khuôn mặt thì em nghĩ là điển trai, lông mày rậm, mắt kiểu thần thái, xong rồi mũi cao, rồi răng trắng. Răng trắng hết rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ cho các bạn xem gương mặt của ba chàng trai. Xin mời. Cái anh râu râu kia không biết ở đâu ha. Anh râu râu là anh thuộc bài, thuộc bài. Là em nói là cái anh số 1 của anh đeo mắt kính hay thuộc bài, thuộc bài á. Đúng rồi, nãy Buka có nói là đeo mắt kiến, mặt vuông vuông đó. Hay quá, hay quá. Vậy giữ yên quan điểm nha. Dạ. Hãy trắc nghiệm xem là cái giác quan của em có đúng hay không. Em sẽ tin vào cái giác quan của mình. Đầu tiên là chàng trai có biệt danh Cún. Cún. Thì theo Buka, chàng trai Cún sẽ sở hữu gương mặt nào? Dạ em nghĩ là số 3. Số 3. Dạ. Mời Vịnh. Dạ em cũng nghĩ là số 3, em chọn số 3. Tiếp theo là anh cà ri. Anh cà ri, anh thích ăn cà ri. Đúng. Con răng anh có vàng không? Anh nào răng vàng là. Anh cà ri chắc là anh số 2 á. Anh số 2. Dạ ăn cà ri. Tại vì em thấy cái mặt nó khớp với cái dáng đó. Cái mặt đó nó nhỏ nhỏ khớp với cái dáng nhỏ nhỏ. Thật ra thì nếu mà theo giác quan á thì em giống Buka. Nhưng mà bây giờ thử ngược lại thử xem nha. Em nói số 1 là sẽ người thích đi phượt. Tại da bạn đó hơi ngầm ngầm, người rắn rỏi. Em nghĩ là số 1. Vậy thì chàng trai có biệt danh là Bibi, Buka sẽ chọn là gương mặt số 1. Còn dạ. Vịnh sẽ chọn là gương mặt số 2. Chúng ta sẽ cùng mở cái người đầu tiên, bạn Cuốn. Tại vì hai bạn cùng chọn cái người này là gương mặt số 3. Nào, xin mời bức màn của bạn Cuốn vén lên. Cái người này mà sai là ra vấn đề. Đúng rồi. Hồi hộp quá vậy nè. Tới
với cái hạt cầm nó là biết rồi. Có râu. Có râu, có râu. Chính xác. Chúc mừng, hay quá. Quá xuất sắc. Giáp quan em ổn mà đúng không chị dạ? Ổn, giáp quan cô ca ổn mà. Dạ. Có ai nói gì đâu nè. Chỉ duy nhất với âm nhạc là không ổn thôi. Em biết điều đó. Như vậy thì chúng tôi đã có được gương mặt số 3 là của bạn Cún. Thế thì bây giờ chúng tôi sẽ mở luôn hai gương mặt còn lại cùng một lúc nha. Xin mời. Hồi hộp quá nè, còn hơn là đi lấy chồng nữa. Chúc mừng Buka. Wow, em còn chưa biết là em đúng không nữa, tại em không thấy rõ luôn. Buka đã xuất sắc mang về cho mình 15 điểm. Chúc mừng. Wow. Như vậy là sau vòng đầu tiên thì Buka đã dẫn trước với tỷ số là 15-5. À, xin chúc mừng. Không sao, chúng ta vẫn còn vòng 2, vòng 3 để mà gỡ điểm lại. Trước khi đến với vòng 2, chúng ta hãy cùng nghỉ lại trong ít phút. Trở lại với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Vòng 2 của chương trình được mang tên là Phán đoán tài tình. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ lần lượt gặp từng chàng trai và họ ra đây biểu diễn một tiết mục gợi ý. Hai bạn lưu ý là phải để ý từng chi tiết một trong cái tiết mục này, bởi vì tất cả đều là sự gợi ý của bạn ấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có 3 từ khóa nữa diễn tả nghề nghiệp của bạn. Và 3 từ khóa này chính là do bạn trai đã tự chọn. Nếu như ai đưa ra cho mình đáp án đúng sẽ đem về 5 điểm. Và nếu sai sẽ nhận hình phạt của chương trình. Ủa phạt gì chị? Khủng khiếp lắm. Dễ thương lắm. Dễ thương lắm hả? Ừ. Đâu sao đó. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn trình diễn đầu tiên gợi ý nghề nghiệp của BB. Xin mời. Bạn rất nhiều. Bạn có thể cho mọi người ở đây biết bạn tên gì? Mình tên Xuân Trường và hiện giờ đang sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chụp gì hả chị dạ? Chị nghe chữ làm việc chị hết hồn. Nãy giờ chúng ta nghe bài hát này hay ha. Lời bài hát không biết là có gợi ý gì không ta? Dáng em yêu kiều vậy đó. Sáng em hôm nào. Em không nhớ lời bài hát lắm, tại vì em lo để ý tới phần trình diễn của anh rồi. Và chị Buka nữa, chị nhoi quá. Không phải đâu, chị cố tình tiếp cận để biết được kết quả giờ chia hai chị em mình đó. Nhưng mà chị có tiếp cận được gì chưa? Không được em ạ, tự đoán đi. Xem phần trình diễn của anh, cách thể hiện của anh thì chắc chắn anh không phải là một ca sĩ rồi. Tại vì ánh mắt này kia rồi cách biểu diễn rất là cứng. Nhưng mà cách anh đứng nè, lúc nào cũng là tư thế hai chân ngang vai, xong rồi tay lúc nào cũng hơi ấy xíu, là tư thế rất là chuẩn. Mà anh còn là người tập thể dục rất là nhiều, thì anh là một huấn luyện viên thể hình. Dáng em có thể là phẫu thuật thẩm mỹ. Bơm bộn hay là gì đồ. Đó hai chân dang rộng bằng vai và thân hình rất là thể thao, và khi mà em sờ vào được cơ tay nè, rồi cơ ngón tay nè, những cái đó nó rất là chắc khỏe. Thì cái bàn tay này là bàn tay thể thao và bàn tay tập tạ đồ rất là nhiều, cho nên là em nghĩ ảnh là huấn luyện viên thể hình. Cả hai bạn gần như là cùng đáp án, trực giác rất là giống nhau. Bây giờ thì hãy đến với từ khóa đầu tiên. Xin mời từ khóa. Sức khỏe. Có thể là cân đo sức khỏe. Đúng. Đẩy cái cân ngoài đường. Cân đo chiều cân cao. Cân đo điện tử. Cân sức khỏe, cân chiều cao, cân đo nặng cộng tử vi gì đấy. Đó. Bán thuốc. Cũng có lý luôn. Bán thuốc. Bán thuốc tây dược sĩ. Thực phẩm chức năng này kia. Thực phẩm chức năng giữ dáng cho em. Cũng có lý luôn. Cho anh xin từ khóa nữa được không? Xin mời từ khóa tiếp theo.
tự tin. Cái từ tự tin này nè cũng liên quan đến sức khỏe. Khi bạn có sức khỏe thì bạn mới đủ tự tin. Mình nên xin từ khóa nữa luôn ha. Dạ đúng rồi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Áp dụng. Áp dụng. Áp dụng hả? Đúng rồi, wow. Ví dụ như mà trong tập gym á, có những cái động tác B này kia thì nó áp dụng ở ngoài đời sống mình được. Thì nó sẽ giúp kiểu như là không có đau cuộc sống hoặc là chữa những cái bệnh mà ấy. Cũng có thể đây là một người huấn luyện leo núi chẳng hạn, leo núi trong phòng thể thao đó. Đúng không? Hoặc là dạy võ cũng có thể là. Nhiều khi mình cần leo xuống đâu đó, tầng 3, tầng 4 mình leo được. Chắc em sẽ giữ luôn quan điểm của em, ảnh là huấn luyện viên thể hình. Huấn luyện viên thể hình thì cũng có trong những cái sức khỏe tự tin nè, rồi cũng có thể áp dụng trong cuộc sống của mình được nữa. Còn Hồng Vịnh ơi. Dạ. Có điều gì gợi mở thêm sau cái từ khóa thứ ba được mở ra không? Em thấy chữ áp dụng thì em cũng có nghĩ về cái huấn luyện viên Muay Thái. Thì nó cũng trong bộ môn thể hình thì nó cũng có cái đó. Đúng. Thì nó sẽ dễ áp dụng hơn. Nhưng mà chắc là em sẽ nghiêng về huấn luyện viên thể hình. Như vậy thì hai khách mời đều chọn đáp án là huấn luyện viên thể hình. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của anh Trường Tiêu Vịnh. 3. Thân hình rất là thể thao. Và khi mà em sờ vào được cơ tay nè, những cái đó nó rất là chắc khỏe. Thì cái bàn tay này là bàn tay thể thao và bàn tay tập tạ đồ rất là nhiều. Cho nên là em nghĩ ảnh là huấn luyện viên thể hình. 2. Cách anh đứng nè, lúc nào cũng là tư thế hai chân ngang vai, xong rồi tay lúc nào cũng hơi ấy xíu, tư thế rất là chuẩn. Mà anh còn là người tập thể dục rất là nhiều thì anh là một huấn luyện viên thể hình. 3 1. Ủa đúng hả? Sao nó hiện lên bảng? Và bạn Vịnh đã đưa ra đáp án chính xác. Mỗi bạn đem về cho mình 5 điểm. Yeah. Xin mời bạn giới thiệu về nghề nghiệp của mình. Hiện tại là mình đang quản lý phòng gym Fitness tại Tân Bình. À, đang là một quản lý viên luôn hả? À, rồi bạn làm cái nghề huấn luyện viên này lâu chưa? À, mình làm cái nghề này 4 năm từ khi tốt nghiệp đại học. Xuân Trường ơi, nếu bây giờ tôi dẫn cô em gái này tới và bạn nhìn như vậy, bạn có góp ý gì không? Phương án của bạn đưa ra cho Lâm Vĩ Dạ là gì? Cái này phương án của em thì chị sẽ cần tập để cho săn chắc body và giảm mỡ bụng. Giảm mỡ bụng. Ai cũng nói như vậy. Anh đã nhìn xuyên thấu được mỡ bụng của tôi. Có nên đưa ra chế độ ăn uống gì không? Tại vì cái con này có ăn càng lắm. Nó sẽ kèm theo chế độ dinh dưỡng nữa. Nhưng mà khi mà giảm mỡ bụng thì có những phần. Ví dụ như là người phụ nữ thì có thiên chức làm mẹ. Nhưng quan trọng là người ta sinh mổ hay sinh thường nữa. Em sinh mổ. Sinh mổ thì vấn đề giảm mỡ bụng sẽ khó một xíu. Dạ. Nhưng mà ví dụ như dạ như vậy thì trong bao lâu là đạt được kết quả? Cuối đời. Em cảm thấy chị chào chị như vậy dễ thương. Đừng giảm cân, em không thích đâu. Không, cái này không phải giảm cân. Chỉ là để giảm mỡ thôi. Để săn chắc cái body thôi. Cái này nếu mà fit, nếu mà tập luyện ổn, tầm ở 3 tháng là ổn. Bữa nào anh cho em cái địa chỉ em qua bên phòng gym của anh có giảm giá không anh hả? Nếu chị qua thì em sẽ có ưu đãi. Ngon lành. Không biết là mình có một tiết mục biểu diễn nào ở đây không? À, chẳng hạn như bây giờ nếu mà cho mình biểu diễn chống đẩy đi thì mình hít hít đất á. À, mình hít hai ngón tay và 4 ngón thì mình hít tầm ở 5 cái được rồi. Cho âm nhạc nào. Ôi. Hai. Ba. Có thể làm vài đường như vậy anh Vinh? Không. Chỉ cho những người luyện nhất dương chỉ mới làm được cái động tác đó. Cảm ơn bạn Xuân Trường rất nhiều. Chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Rồi, chào bạn. Cảm ơn bạn. Và chàng trai thứ hai, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Kari. Xin mời Kari. Ngày phút sống thoáng chốc lại đổi thay, mỗi giờ mỗi tối có biết bao xa đổi ngôi, nhưng tôi bao giờ hồn đai bóng khóc.
ngốc như loài người. Vì đã không biết yêu và vì đã không biết nhớ, vì con tim dở băng nên tâm hồn vô nghĩa. Bốn sông đời tam phương mòn rót bước, mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Vì sông giống như hòn đá, sông như hòn đá, sông không có tình yêu, sông chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa tan thành đá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em tên gì vậy? À, tên đầy đủ của em là Lê Long Sơn. Rồi, xin mời hai vị khách mời hãy cảm nhận và phán đoán nghề nghiệp của Lâm Sơn. Hơi khó nha. Ủa nãy anh hát bài gì vậy ta? Tâm hồn của đá. Tâm hồn của đá, đá. Chắc anh làm nghề khuân giác đá à? Biết ngay. Hoặc là anh làm trong một ảnh sở hữu một cái lò gạch chẳng hạn. Đúng rồi. Lò gạch. Cho hỏi quê quán bạn ở đâu? Bình Dương hả? Dạ không, quê em ở Bến Tre. Bến Tre thì nó không chuyên về gạch. Đúng rồi. Nhưng mà nãy Lâm Vĩ Dạ để ý bạn đá những cái đòn đá rất là tuyệt vời. Rất là đẹp, rất là chuẩn luôn á. Chân rất là thẳng. Trực giác đầu tiên của em khi mà nhìn cái cách đi đứng với lại cử chỉ tay chân khi mà anh ấy hát á, với lại những cái đòn đá, những cái đòn đưa tay đưa chân, cái lực chắc, thì em lại nghĩ bạn đó là vũ công. Cái dáng nó sẽ rất là ra thẳng. Dáng và thẳng, lúc nào cũng đứng ưỡn ngực. Và đi thì lúc nào cũng hơi như này xíu. Thì em có để ý cái đó, thì đó là trực giác đầu tiên. Nhưng mà cái tên bài hát là Tâm Hồn Của Đá với lại cái đống gạch này thì nó không có liên quan lắm. Thế nên là chắc là để suy nghĩ xíu. Em thì em nghĩ một là bạn này là võ sư, bạn này có thể dạy võ, hoặc là bạn này là cascader. Tại vì những cái cú đá chân rất là thẳng, thẳng băng luôn. Và thế rất là chắc nữa. Về cái chân thẳng thì anh nghĩ bên múa mà ép dẻo ba lê thì họ vẫn có thể đá thẳng như vậy. Hoặc là vận động viên mà thể dục dụng cụ á, họ cũng dư sức làm những cái như vậy. Em nghĩ là mình nên đến từ khóa đi cho dễ hơn cho tụi em được không? Xin mời từ khóa đầu tiên. Công việc của bạn liên quan tới thời tiết. Thời tiết, trời mưa thì không bán gạch được. Không thể nào xây nhà được. Thợ hồ sẽ nghỉ, nhà thầu sẽ nghỉ. Thợ hồ ấy biết đâu là thợ hồ. Một cái người trắng trẻo đây nè. Đây nè, bạn là đi phượt nhưng mà cái da của bạn nó vẫn không có phải là ngâm quá. Và thần thái này thì nếu mà là bên xây dựng có vẻ là kiến trúc sư hoặc là kỹ sư gì đấy. Tại sao mình đã chọn từ khóa thời tiết? Dạ vâng, từ khóa thời tiết này có liên quan đó là công việc của mình bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thời tiết. Khi mà trời nắng thì mọi người cũng không thích, mà trời mưa thì cũng càng không thích hơn. Công việc này thì chắc chắn là công việc ngoài trời, mà nắng quá nóng chịu không nổi cũng không thích, mà mưa thì lại càng không thích, tại mưa sẽ không làm việc được. Chính xác. Thêm từ khóa đi. Từ khóa nè. Khó quá à. Xin mời từ khóa tiếp theo. Bạn ơi, quản lý ở đây là bạn quản lý người ta hay là người ta quản lý bạn? Dạ, quản lý ở đây là em quản lý người ta, nhưng mà không chỉ về con người. Mình bớt đưa từ khóa được không? Càng đưa càng rối. Ủa sao rối? Nó rõ ràng như tôi vậy luôn. Tôi biết ông này làm cái gì. Tại rồi. Tại vì bây giờ á, đưa ra từ khóa là bắt đầu mình sẽ loại được tất cả những cái nghề nãy giờ mình đoán rồi. Cho em xin một từ khóa nữa. Em sẽ nói nhiều hơn. Xin mời từ khóa cuối cùng. Kỹ thuật. Không còn gì để nói nữa. Thật sự là em không thể nào có thể sâu chuỗi lại và đoán được nghề của anh này là gì. Em phải dùng giác quan thứ 6 của em. Đúng đúng, mình phải dùng cái giác quan thứ 12 của em lúc nãy. Đúng. Thôi, anh chị có vẻ đồng tình quá nhở. Em hãy nói cái gì mà em cảm thấy nó không đúng là nó sẽ đúng. Hồi nãy em nói ảnh là cascader, chắc chắn anh sẽ không đúng. Em nói ảnh là võ sư, chắc chắn cũng sẽ không đúng. Đúng. Nhưng mà nãy giờ em chưa có nói ảnh là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Thì em vẫn nghiêng về cái vận động viên leo núi hơn. Chốt. Chốt đi, Tuấn Đại. Đây có phải là một vận động viên leo núi hay là một kỹ sư xây dựng? Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của anh Trường Thiên Vinh. Xin mời anh Vinh. 3. Hồi nãy em nói ảnh là cascader, chắc chắn anh sẽ không đúng.
em nói anh là võ sư chắc chắn cũng sẽ không đúng. Đúng. Nhưng mà nãy giờ em chưa có nói ảnh là kỹ sư xây dựng. Hai. Trực giác đầu tiên của em khi mà nhìn cái cách đi đứng với lại cử chỉ tay chân khi mà anh ấy hát á, với lại những cái đòn đá, những cái đòn đưa tay đưa chân, cái lực chắc, thì em vẫn nghiêng về cái vận động viên leo núi hơn. Và một. Kỹ sư trẻ, anh có thể nói cái nghề nghiệp của mình cho mọi người ở đây biết chút xíu không? Sao mà anh trẻ măng vậy? Xin chào tất cả mọi người. Thì công việc chính hiện tại của mình đó là kỹ sư xây dựng. Và mình làm được 4 năm rồi. Ủa anh là kỹ sư xây dựng sao mà anh có một cái... anh siêng tập thể thao đúng không? Và anh có biết võ không mà sao anh đá đẹp quá vậy? Trước kia lúc mà còn đi học đại học trong 4 năm á, thì mình có tham gia câu lạc bộ võ thuật tại trường. Và năm 2014 thì mình có là vận động viên thể dục dụng cụ của quận nhất nữa. Chà, dữ dội ha. Hèn chi nè, không biết là cựu vận động viên võ thuật có muốn biểu diễn tiết mục gì không? Dạ, nãy cũng biểu diễn hết rồi cho nên là chắc em xin tạm ngừng ở đây ạ. Rồi, ok, đồng ý. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần gợi ý nghề nghiệp của chàng trai có biệt danh là Cún. Em cảm thấy bạn áo xanh trời này làm nghề gì vậy? Em không biết bạn làm nghề gì nữa. Tự nhiên cái bạn ra bạn nhảy dây, bạn chơi lò cò, xong cái bạn hát bài bóng bóng bang bang. Tôi cũng không hiểu luôn tại sao tự nhiên ra đăng trai mặc bà ba bóng 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 bang bang. Khẳng định cái gì đây em cũng không biết luôn nữa. Em nghĩ là bạn này là vũ công mà múa đương đại á, dân gian đương đại á. Cái bài hát là ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát. Chắc chắn anh này sẽ là nông dân. Mấy người trồng cây ta gọi là gì ta? Kỹ sư nông nghiệp hả? Kiểu kiểu vậy đó, về nông nghiệp. Thôi mình đến với từ khóa đầu tiên dạ, nha. Dạ, em nghĩ vậy. Xin mời từ khóa đầu tiên. Chướng ngại vật. Thường chướng ngại vật thì ở trong mình hay chơi những trò chơi dân gian đồ hay có. Bắt con hay là kiểu nhảy nhược chướng ngại vật á, người ta gọi là nhảy bắt co phải không? Bắt co là gì? Bạc cua, bạc cua. À bạc cua. Kiểu nhảy từ mấy cái tòa này kia. À chạy chướng ngại vật. Từ khóa tiếp theo luôn ha. Dạ. Xin mời từ khóa tiếp theo. Chuẩn từng cm. Kiểu đúng. Như là sai một ly đi một dặm á. Đúng vậy. Những nghề cần phải chuẩn nè. Phẫu thuật thẩm mỹ, xây dựng. Xây dựng. Những cái gì về thiết kế, về đo đạc hay là kỹ sư mà họ cắt mấy cái máy CNC á. Dạ. Cắt mấy cái khuôn mẫu rồi thì rất là chuẩn. Khó ha. Từ khóa cuối cùng luôn ha. Dạ. Xin mời từ khóa cuối cùng. Cái bảo đảm đây là một đường đua. Cái nghề của anh phải là một đường đua. Anh phải chạy qua cái chướng ngại vật, phải chuẩn từng cm thì anh mới đến đỉnh vinh quang được. Hợp lý. Em nghĩ như vậy. Nhưng mà không biết anh làm gì hết á. Hay là nhảy xào. Hay là nhảy kiểu mấy cái bộ môn thể thao. Rồi bây giờ chốt ha. Có thể anh là vận động viên đua xe mô tô. Bật xa, bật cao gọi là gì? Vận động viên nhảy cao. Anh là một vận động viên môn nhảy cao. Như vậy thì Buka chốt đáp án là vận động viên nhảy cao. Dạ. Rồi cảm ơn Buka. Mời Vịnh. Có bộ môn nào là nhảy vượt chướng ngại vật không? Có. Có luôn. Có hả? Chạy mà đua. Nó có rất nhiều cái chướng ngại vật là chạy cái nhảy à, cái đó. À vậy hả? Chạy okay. Đua vượt chướng ngại vật. Thế em chọn cái đó đi. Vận động viên chạy đua vượt chướng ngại vật. Hợp lý luôn. Mời hai bạn vào tư thế của mình. Ba. Có thể ảnh là vận động viên đua xe mô tô. Bật xa, bật cao gọi là gì? Vận động viên nhảy cao. Ảnh là một vận động viên môn nhảy cao. Hai.
có bộ môn nào là nhảy vượt chướng ngại vật không? Chạy mà đua. Nó có rất nhiều cái chướng ngại vật là chạy cái nhảy thì nhảy cái đó. À vậy hả? Chạy okay, đua vượt chướng ngại vật. Thế em chọn cái đó đi. Vận động viên chạy đua vượt chướng ngại vật. 3 1 Không chịu, không chịu, nghe theo vậy trơn á. Chúc mừng Muka lại đem về cho mình thêm 5 điểm. Cún ơi, em có thể nào giới thiệu về tên, tuổi và nghề nghiệp thực sự của em là gì không? Em tên là Nguyễn Thành Nhân. Hiện bây giờ sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là một vận động viên điền kinh, nội dung là nhảy cao. Wow. Nội dung nhảy cao. Trước giờ bạn đã đạt thành tích gì về cho mình chưa? Dạ, có ạ. Được thành tích là huy chương vàng giải sinh viên Đông Nam Á tổ chức tại Singapore, rồi huy chương đồng tại SEA Games vừa rồi ở Malaysia. À, bạn nhảy cao là có cần dùng gậy không? Hay là chỉ là nhảy bằng chính đôi chân của mình? Nhảy bằng chính đôi chân của mình. À. Còn nhảy bằng gậy là nó về một nội dung khác của điện gọi là gì? Nhảy xào. À, nhảy xào. Trước giờ cái độ cao mà bạn chinh phục được nó là bao nhiêu? Dạ là 2m18. 2m18? Là cao hơn bạn khoảng nhiêu vậy? Bạn là mét mấy? 1m85. Là cao khoảng... Trời ơi, cao dữ vậy. Cao dữ luôn á. 20 mấy cm hả? Wow. Dữ dội luôn. Bây giờ bạn thử bật tại chỗ coi thử... Rồi, nhảy hết sức ra. Coi thử là có nhảy qua đầu được Lâm Vĩ Dạ hay không nha. Wow. Theo anh nhìn thấy thì hình như là ngang vai em luôn á. Hơn anh, trên đây luôn á. Trà. Dạ. Sau hai vòng thi thì chúng tôi xin được tổng kết số điểm của hai khách mời. Xin Hồng Vịnh đem về cho mình 10 điểm và Buka xuất sắc đem về cho mình 30 điểm. Chúc mừng. Có nghĩa là Buka đúng từ đầu đến cuối tới bây giờ là đúng hết. Đúng hết. Thấy đúng. Chưa thấy giác quan thứ 12 của em chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại hai chàng trai, đó là Lâm Sơn và Xuân Trường. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng tiến tới vòng 3 có tên gọi là ngôi sao may mắn. Nhưng trước tiên hãy cùng nhau tìm lấy ngôi sao may mắn. Nó nằm đâu đây trong ba chàng trai này, trong cái túi quần hay túi áo gì đó. Mình chọn cái người đó đồng nghĩa là người đó sẽ là đồng đội của mình trong thử thách thứ ba nha. Trời, thật sự rất là khó chọn luôn á. Cho nên là ai chọn em không? Ai chọn em giơ tay giùm cái ạ? Giơ hết luôn đi. Dạ em chọn áo xanh, ảnh là người giơ tay đầu tiên ạ. Dễ thương, hợp lý. Ảnh xinh lè xinh lét này có khi dạ. Có ngôi sao đó. Em sẽ chọn anh màu trắng, áo màu trắng ạ. Áo màu trắng, mời bạn. Vâng thưa quý vị, như vậy là Buka đã chọn Thành Nhân. Còn Hồng Vịnh đã chọn lấy Lâm Sơn. Chọn thôi chứ không có lấy anh ơi. Chúng ta sẵn sàng cho vòng 3. Nhưng trước hết hãy cùng người dây lao trong vòng ít phút. Đang quay trở lại với vòng 3 của chương trình Giác quan thứ 6. Vòng 3 với tên gọi là ngôi sao may mắn. Có một trò chơi rất dễ thương. Có một cái tên riêng là bữa tiệc bánh ngọt. Chúng ta có một đội là một nam và một nữ, sẽ chia ra hai bên. Khi mà người nam thực hiện á, thì người nữ sẽ cúi xuống và dùng miệng đón lấy chiếc bánh này nha. Đây không. Như tính. Vậy là không tính. Sau đó người nữ sẽ làm lại và người nam lại hướng bên đây. Đúng rồi, như vậy rất dễ hiểu không mọi người? Vâng ạ. Chúng ta giành quyền thi trước nào. Em nhường chị. Em xấu được, em dễ lắm. Ok, vậy mình thi trước ha. Dạ. Và bây giờ là thời gian cho đội Buka bắt đầu. Bắt rồi. Thôi, dơ. Wow. Hay quá. Trời ơi, mạnh tay lên. Em không biết rồi. Dội ra là không được. Ai ăn đụng rồi nha. Không. Ủa? Không, phải gấp được, phải gấp. Ôi, được. Ôi, hồi nãy đâu có vào đâu. Chuyên vàng quá. Đúng rồi. Hay.
3, 2, 1, hết giờ. Bây giờ xin được đếm số bánh mà đội Buka đã đạt được. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cái. Và bây giờ 3 phút dành cho đội Xin Hồng Vịnh xin được phép bắt đầu. Không đến. Đúng rồi, một cái. Đúng rồi. Hay quá. Không. Đó. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Sau một hồi trục trặc kỹ thuật thì cuối cùng đã làm được một mớ đáng kể đây. Đếm thử nha. 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18, 19. 21. Dư 2 cái bạn hay là. Rõ ràng. Chưa chắc là giác quan mạnh thì thể thao nó cũng mạnh đâu. Và đội chiến thắng trong vòng 3 này đó là đội của Hồng Vịnh. Bạn đã đem về cho mình 10 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm ngôi sao may mắn. Không biết là một trong hai chàng trai này có ai đang giữ ngôi sao may mắn hay không. Nếu như các bạn có thì khách mời của chúng ta sẽ được nhận một phần quà rất là giá trị. Sau 3 tiếng đếm của anh Trương Thế Vinh thì các bạn hãy lấy ra ngôi sao may mắn nếu như có. Không thì hãy lấy ra tay không, đừng lấy thêm cái gì khác. Tiếp mời Trương Thế Vinh. 3, 2 và 1. Tiếp mời. Giữ vậy anh ấy. Không có chàng trai nào đang giữ ngôi sao may mắn mở cho mình con. Cả. Như vậy là chàng trai Xuân Trường đã cùng với ngôi sao may mắn ra về rồi. Đi rất về tuyệt. Rồi. Thật tuyệt. Bây giờ chúng ta sẽ được tổng kết số điểm của 3 vòng thi. Mặc dù chiến thắng trong vòng 3 nhưng mà số điểm của Hồng Vịnh chỉ là 20 thôi, vẫn chưa chiến thắng được. Và người chiến thắng ngày hôm nay là Buka với số điểm là 30 điểm. Chúc mừng. Đồng nghĩa với việc Buka nhận được phần thưởng là 10 triệu đồng. Wow. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được có những người ta nghĩ là giác quan người ta rất yếu, không hề có, và người ta là chiến thắng, đúng không? Hãy theo dõi chương trình của chúng tôi để tự nhận xét xem khả năng giác quan của quý vị khán giả có mạnh hay không nhé. Đừng quên khung giờ phát sóng. Chương trình Giác Quan thứ 6 được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Giác Quan thứ 6. Xin chào và hẹn gặp lại.